Hệ ma là một hệ có ít Pokemon, dẫn đến một hệ quả là ngay cả trong top 10 Pokemon mạnh nhất của hệ này cũng tồn tại sự chênh lệch sức mạnh khá lớn. Nửa trên top thì gồm những thành phần siêu siêu mạnh, còn nửa dưới thì chỉ dừng lại ở mức ok mà thôi, nếu không muốn nói là khá tầm thường trong đa số trường hợp. Một vấn đề nữa là chúng ta có những Pokemon trong Legend Arceus mà tôi đánh giá rất cao như là Basculion, Hisuian Zoroark và Hisuian Typhlosion thì chúng ta sẽ phải đợi đến tận Gen 9 để xem moveset đầy đủ của chúng nó như thế nào, nên hiện tại chúng ta sẽ chưa cho chúng nó vào danh sách này vội nhá. Đứng ở vị trí số 10 là Galarian Corsola mang đơn hệ ma. Đúng rồi đấy, ban đầu tôi cũng tưởng con này hệ đá ma nhưng mà không phải. Đây là một trong những trường hợp mà việc có dạng tiến hóa gián tiếp làm cho Pokemon cấp 1 mạnh lên. Với trang bị Eviolite trong tay thì phương pháp duy nhất để đối phó với nó là Knock Off. Nếu không có chiêu này thì anh em sẽ bị nó củ nhây đến tuyệt vọng. Đặc biệt nếu như đối thủ là một Pokemon chuyên mảng tấn công vật lý thì Corsola sở hữu không chỉ một mà những hai phương pháp để làm suy yếu như đối thủ này, đó là Willow Whip và Strength Sap. Trong đó thì Willow Whip sẽ cầu máu đối thủ, còn Strength Sap thì phục hồi cho bản thân. Và khi mà anh em tung ra một Pokemon có khả năng đe dọa được Corsola thì đó là lúc mà đặc tính Curse Body phát huy tác dụng. Mỗi khi bị tấn công bởi một chiêu thức gây sát thương thì Corsola sẽ có 30% khả năng vô hiệu hóa chiêu thức đó trong 3 lượt tiếp theo. Và khá chắc là trong 3 lượt đấy thì anh bạn săn hô của chúng ta sẽ là đầy máu như chưa có chuyện gì xảy ra. Dĩ nhiên với mặt thủ mạnh như vậy thì về mặt công kích Corsola không thể nào tử tế được. Nó chỉ có hai phương pháp, đó là gây bỏng hoặc là dùng chiêu Night Shade để có thể gây sát thương mà không phụ thuộc vào chỉ số. Kẻ thù lớn nhất của Pokemon này như đã nói đó là Knock Off. Nếu không ra đi ngay lập tức thì Corsola cũng sẽ bị bớt trâu đi rất nhiều và dễ dàng đối phó hơn. Và cuối cùng là tất cả những khả năng trên của Corsola chỉ mạnh trong mảng đấu đơn mà thôi. Còn trong đấu đôi thì người ta hoàn toàn có thể mặc kệ nó và tấn công những đồng đội còn lại. Và ở trong mảng đấu đôi thì ngôi sao sáng hơn là Dusclops. Cũng là một Pokemon hệ ma sử dụng Eviolite, cũng rất trâu, cũng có thể kiểm soát sát thương của đối thủ bằng Willow Whip và cũng gần như không thể gây đam. Tuy không có phương pháp hồi máu hữu dụng như là Strength Sap của Corsola thì Dusclops lại có nhiều công cụ khác để thay đổi tình thế. Ví dụ như Ally Switch, đổi chỗ cho đồng đội để hứng những đòn tấn công nguy hiểm, đặc biệt là những chiêu hệ thường và giác đấu mà nó có thể miễn nhiễm. Helping Hand, khi mà bạn không thể gây được sát thương lớn thì thay vào đó có thể giúp đồng đội đánh đau hơn với tận 50% sát thương bonus. Và Trick Room có thể biến đổi toàn bộ thế trận theo chiều hướng có lợi cho nó, khi mà trong điều kiện này thì Dusclops là một trong những Pokemon nhanh nhất với chỉ 25 tốc độ cơ bản. Dĩ nhiên là nó còn hỗ trợ cho những đồng đội chậm chạp khác nữa. Điểm yếu của Pokemon này thì cũng tương tự như là Corsola thôi, cực kỳ sợ Knock Off. Và khổ hơn nữa thì không có phương pháp phục hồi nào tử tế hơn là Pain Split. Việc phải luôn mang theo Eviolite cũng đồng nghĩa với việc nó không thể mang theo trang bị khác, chẳng hạn như là Mental Herb để chống taunt, bởi vì khá chắc là nếu như Dusclops bị dính taunt thì nó sẽ là một con phế vật trên sàn. Mimikyu, có lẽ đây là lần đầu tiên mà một Pokemon của team Rocket xuất hiện trong video Pokemon xịn, có phải không nhỉ? Pokemon của Gen 7 thường đi kèm theo rất nhiều những chiêu trò độc quyền và chiêu trò của Mimikyu có lẽ là xịn nhất trong số đó. Đặc tính Disguise cho phép Mimikyu luôn luôn đỡ được một đòn tấn công của đối thủ, dù cho lượng sát thương còn lớn đến đâu nó cũng chỉ mất 1/8 cây máu, trừ khi là đối thủ có hiệu ứng giống kiểu Mole Breaker mà thôi. Và nhấn mạnh là phải chiêu thức tấn công mới chịu nhá, còn những cái sát thương lặt vặt kiểu trúng độc, bão cát hay là đinh đá gì đó cũng không thể nào phá được lớp ngụy trang này. Cho nên Mimikyu có cho mình rất nhiều khoảng trống để thỏa thích làm những gì nó muốn, có thể tùy biến, đa dạng từ tấn công, gia tăng sức mạnh cho bản thân bằng Shot Dance hay là hỗ trợ đồng đội từ Taunt, Willow Whip cho đến Trick Room. Ở mảng hỗ trợ thì Mimikyu cũng khá là ok, tuy không quá xuất sắc, còn ở mảng tấn công thì cũng chưa toàn diện cho lắm. Tuy có cho mình chiêu thức ưu tiên như là Shadow Sneak, cộng với combo chiêu thức hệ ma và tiên chỉ bị kháng bởi một Pokemon đó là Pyra, có cả chiêu thức Rain Punch để phục hồi. Cơ mà những chiêu này của Mimikyu lại quá yếu, chỉ ở mức power 70-75 do là không học được Poltergeist, cho nên với mức tấn công vật lý cơ bản ở mức trung bình, Mimikyu bắt buộc phải múa kiếm thì lượng sát thương của nó mới có thể đe dọa được đối thủ. Hiện tại thì chúng ta có 4 Pokemon tiến hóa hết cỡ mang song hệ lửa và ma. Về song hệ thì nói chung tuy là kháng được nhiều nhưng mà điểm yếu cũng nhiều. Trong đó Alolan Marowak sở hữu trang bị độc quyền là Thick Club với sức mạnh khủng khiếp tăng gấp đôi tấn công vật lý. Tức là khi mang theo trang bị này, Marowak có thể đạt đến tối đa là 568 attack. Nếu như anh em nào muốn so sánh thì Mega Mewtwo cũng chỉ đến tối đa là 526 mà thôi. Kèm theo đó thì Marowak còn sở hữu những chiêu thức mạnh nhất của hệ ma và hệ lửa như là Flare Blitz và Poltergeist. Nếu đấy vẫn là chưa đủ thì Sword Dance sẽ đảm bảo cho cả Primal Groudon cũng không thể chịu nổi một đòn Poltergeist của nó. Với đặc tính là Rock Head giúp cho Marowak không nhận sát thương phản lại từ đòn Flare Blitz, bởi vì thực sự khi mà anh gây đam to thì sát thương phản lại cũng sẽ to, mà sinh lực của con này nó lại rất là thấp, cho nên nếu không có chắc là sẽ tự xỉu sau 2 lần dùng chiêu này. Đặc tính thứ hai là Lightning Rod thì giúp cho nó miễn nhiễm thêm một hệ là hệ điện để có thêm cơ hội vào sân, cũng như là block hoàn toàn con Regieleki và Tapu Koko. Alolan Marowak có tốc độ cơ bản rất là thấp, nếu như đặt nó trong Trick Room thì sẽ cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên thì những chỉ số khác của nó thì cũng lẻ tẻ. Thủ vật lý tuy cao nhưng thể lực lại thấp, cho nên khả năng chống chịu của con này cũng chỉ ở mức ok. Đặc biệt là toàn bộ những điểm mạnh của Marowak đều xoay quanh cái trang bị là Thick Club, nên hiển nhiên nó sẽ tàn phế nếu như bị mất item, có thể là bị trick mất hay là bị knock off. Đấy là giả dụ nó vẫn chưa bất tỉnh sau chiều đấy. Mega Sableye cùng mang song hệ bóng tối và ma giống như Spiritomb, chỉ có một điểm yếu từ hệ tiên và cũng không kháng được nhiều thứ cho lắm. Các chỉ số phòng thủ của con này cứng hơn một chút, nhưng mà cái điểm mấu chốt ăn tiền ở đây là khả năng phục hồi liên tục với chiều Recover và một đặc tính siêu siêu khó chịu là Magic Bounce. Thế cho nên việc xử lý Pokemon này bằng cả sức mạnh hay là hiệu ứng đều thiên nan vạn nan, tất cả các hình thức giải cạm bẫy hay là thả độc câu giờ đều bị vô hiệu hóa. Còn những đối thủ có sức tấn công cao thì vẫn phải rén trước đòn foul play của nó. Ngoài ra nó còn có thể quấy rối bằng Will-o-wisp và Knock Off. Điểm hạn chế của Mega Sableye là những gì hay ho của nó đều chỉ hữu dụng trong đấu đơn khi mà đối thủ bắt buộc phải tấn công nó. Còn trong đấu đôi thì con này cũng mắc cái hội chứng là tất cả bạn của tôi đã chết, khi mà đối thủ hoàn toàn có thể bỏ qua nó và tập trung xử lý những con kia. Trong trường hợp này thì con Sableye bình thường lại có vẻ hữu dụng hơn nhờ đặc tính Prankster, giúp cho những chiêu thức của nó luôn luôn được ưu tiên bất chấp tốc độ rùa bò. Đặc biệt là nó có cả chiêu Quash có thể delay những đối thủ nhanh nhẹn, ép chúng phải tấn công cuối cùng, tạo điều kiện cho đồng đội có thể xử lý trước. Nếu như những Pokemon vừa rồi khiến cho anh em cảm thấy khá bình thường thì khoảng cách sức mạnh từ đây sẽ vọt lên một bước lớn. Aegislash, Pokemon duy nhất hiện tại mang song hệ rất xịn là thép và ma, cho phép nó kháng 9 hệ và miễn nhiễm thêm 3 hệ nữa, tổng cộng là 12 hệ, số lượng kháng nhiều nhất mà hiện tại một Pokemon có thể đạt đến. Aegislash đã từng quá mạnh đến mức mà ngay cả trong những format có những dạng tiến hóa mega siêu cường, nó vẫn bị cấm ở cả thế hệ thứ 6 và thứ 7, sau đó bị nerf cực mạnh ở thế hệ thứ 8, cụ thể là nó bị giảm chỉ số và bị nerf chiêu King Shield. Cách hoạt động của Pokemon này xoay quanh đặc tính Stance Change, cho phép nó thay đổi linh hoạt giữa hai hình dạng công và thủ. Anh em biết đấy, cái đặc tính mà tôi nghĩ là con Deoxys cũng đang mong ước. Cụ thể thì Aegislash sẽ ở dạng phòng thủ khi mới tung ra hoặc là sau khi sử dụng chiêu thức bảo vệ King Shield. Lúc này thì hai chỉ số cơ bản của nó sẽ cao ngất ngưỡng ở mức 140 và chỉ khi sử dụng những chiêu thức tấn công trực tiếp thì nó mới chuyển sang dạng tấn công. Khi đó các chỉ số công thủ sẽ đổi cho nhau. Nghĩa là con này nó có thể múa kiếm ở dạng thủ trước, sau đó mới chuyển sang dạng tấn công, hoặc là nó có thể ở lì dạng thủ mãi rồi gây sát thương bằng hiệu ứng cũng được. Để tăng thêm phần hiệu quả cho đặc tính này thì Aegislash có mức tốc độ rất là thấp, nghĩa là nó sẽ chuyển sang dạng công sau khi bị trúng đòn ở dạng thủ và sẽ trở về dạng thủ trước khi bị trúng đòn ở dạng công. Điểm yếu của Pokemon này thì nằm ở độ khéo léo của người sử dụng, kiểu như nếu mà theo sách vở quá thì sẽ dễ bị bắt bài. Hiển nhiên là con Aegislash nó sẽ phải trở về dạng thủ ở một thời điểm nào đấy, và nếu như đối thủ đoán được thì họ sẽ tận dụng triệt để cái lượt miễn phí mà anh em tặng cho họ. Còn nếu không về dạng thủ thì khá chắc dính một đòn là toang luôn. Blacephalon cũng mang song hệ là lửa và ma, nhưng mà không giống như Marowak, nó sở hữu tổng chỉ số gần bằng mấy con á thần với mức tốc độ đủ cao để nhanh hơn mọi thứ khi cầm Choice Scarf. và mức tấn công đặc biệt đủ mạnh để có thể thổi tung cả những bức tường dày nhất khi mà cầm Life Orb hoặc là Choice Specs. Và cứ mỗi khi có một đối thủ bị trưởng của nó hạ gục thì Blacephalon sẽ càng ngày càng mạnh hơn. Đó là nhờ đặc tính Beast Boost sẽ tăng cho các Ultra Beast một bậc chỉ số mạnh nhất của chúng mỗi khi last hit được một đối thủ. Trong trường hợp của Blacephalon thì thường sẽ là công đặc biệt. Bởi vậy nếu như được tạo điều kiện thuận lợi thì Pokemon này sẽ chẳng bao giờ phải lo bị thiếu sát thương. Và nhờ thế nó cũng có thể tận dụng tốc độ từ trang bị Choice Scarf để có thể snowball vượt khỏi tầm kiểm soát, quét sạch cả đội hình đã suy yếu của đối thủ mà hầu như không có cách nào để ngăn chặn. Bên cạnh đó, Blacephalon vẫn còn một cái trick nho nhỏ nữa, đó là chiêu Trick, cho phép nó phế bỏ một đối thủ chuyên vật lý bằng cách ném cho họ cái Choice Spec. Hoặc là những đối thủ support và setup sweeper cũng sẽ không thể làm được gì nhiều khi mà bị ném cho cái Choice Scarf. Một điểm hơi đáng tiếc ở Pokemon này đó là nó đi theo phong cách pháo thủy tinh hơi bị quá đà. Bắn thì mạnh thật đấy, nhưng mà chỉ cần bị chạm nhẹ một cái thôi là chết. Bởi vì thể lực và phòng thủ của nó đều ở mức quá thảm hại, mà bản thân lại không có chiêu thức ưu tiên nào, cho nên nó đặc biệt nhạy cảm với mấy chiêu kiểu này. Thêm nữa thì Blacephalon cũng không thể tận dụng được cái chỉ số tấn công vật lý cũng cao không kém của nó, do là bộ chiêu thức vật lý của nó siêu siêu cùi bắp. Đây cũng chính là yếu tố khiến cho nó không được đánh giá quá cao trong số những con Ultra Beast, mặc dù là đã mạnh đến mức này rồi. Dragapult có thể không đánh đau như Blacephalon, nhưng mà điểm vượt trội của nó là cực kỳ nhanh. Bên cạnh đó nó có thể đảm nhiệm rất nhiều vai trò, và dù ở vị trí nào đi nữa nó cũng làm rất tốt. Combo chiêu thức của hệ rồng và ma thì chỉ có thể bị kháng bởi Weakly Touch, Beast Trap và Grimmsnarl. Trong đó thì chỉ có Grimmsnarl là mối nguy hiểm thường gặp. Dragapult có thể tấn công toàn diện ở cả mảng vật lý và đặc biệt với những chiêu thức rất là mạnh như là Dragon Dart, Draco Meteor, Fire Blast và Thunder. Nhìn chung thì con này có công vật lý cao hơn công đặc biệt, nhưng mà các chiêu thức ở mảng đặc biệt của nó lại xịn hơn, chủ yếu vẫn là do không học được Poltergeist. Ở mảng hỗ trợ thì Dragapult cũng linh hoạt với nhiều chiêu thức hữu dụng, ví dụ như là Willow Whip và Thunder Wave để có thể gây hiệu ứng cực kỳ nhanh trước khi đối thủ kịp trở tay. Nó có thể dựng tường trước khi đối thủ kịp tấn công với Light Screen và Reflect. Nó có thể U-turn, cố một cục máu kha khá trước khi chuồn về mỗi khi gặp đối thủ nguy hiểm, hay là có Ally Switch để thách não đối phương. Thậm chí nó cũng có thể nhanh chóng tấn công đồng đội để kích hoạt Weakness Policy, ví dụ điển hình nhất là Gigantamax Colossal ở giai đoạn đầu thế hệ thứ 8. Về cơ bản thì Dragapult là một Pokemon đa năng mà anh em có thể ném vào rất nhiều team và nó vẫn sẽ gây khó dễ cho đội bạn bằng cách này hoặc cách khác. Spectrier có thể được ví như một con Calyrex Shadow Mini. Tuy là một lần nữa đánh không mạnh bằng Blacephalon, nhưng mà nó vẫn thuộc dạng cao thủ, đã thế còn sở hữu cả Nasty Plot. Đặc tính Grimnay của Pokemon này cũng sẽ gia tăng công đặc biệt cho nó với mỗi đối thủ nó hạ được, cho nên anh em hãy lấy tất cả những gì mà tôi vừa nói về con Blacephalon lúc nãy, nào là Snowball rồi thì không thể ngăn chặn các kiểu, sau đó cộng thêm yếu tố tốc độ chỉ sau Dragapult vào nữa. Tuy là Spectrier cũng liệt vào cái dạng Pokemon mỏng manh, nhưng mà ít ra là nó trâu gấp đôi con Blacephalon. Ngoài ra nó còn có thể phá tiềm lực tấn công của đối phương bằng bỏng, phá thủ bằng taunt và substitute để né hiệu ứng cũng như là tạo điều kiện để set up. Điểm hạn chế duy nhất của Pokemon này đó là nó cực kỳ thiếu các chiêu thức bổ trợ công kích, mặc dù đa số trường hợp thì chỉ cần chiêu hệ ma là đủ dùng. Ngoài mấy chiêu hệ ma như là Shadow Ball và Hex thì chiêu thức duy nhất tử tế mà con ngựa này có là Dark Pulse. Thế cho nên nó sẽ tắt điện nếu như gặp mấy Pokemon hệ bóng tối trâu bò. Cơ mà hầu như con ma nào cũng sẽ gặp vấn đề tương tự, ngay cả Calyrex Shadow cũng thế, chứ đâu phải là chuyện của riêng ai. Cũng có thể nói là mọi người sẽ bị ép phải dùng Pokemon hệ bóng tối chỉ để đối phó với những cái trường hợp như thế này. Dĩ nhiên, một Pokemon nhanh và mỏng thì nó cũng rất sợ Sucker Punch, nhưng mà nếu như anh em nhìn lại đám Pokemon hệ ma thì có lẽ là chỉ có mỗi Corsola và Dusclops trong danh sách này là không sợ chiêu đấy. Thế cho nên điểm yếu này cũng không thể nào đem ra so sánh được. Trước khi chúng ta đến với vị trí cuối cùng thì có lẽ nhiều anh em đang thắc mắc là Chandelure ở đâu trong danh sách này? Well, có thể nói Chandelure là một Pokemon khá mạnh, nhưng mà nó là một phiên bản nhỏ hơn, chậm hơn và đánh yếu hơn của Blacephalon. Nó làm y hệt những gì mà con Blacephalon làm, nhưng mà không có đặc tính bá đạo để quét tìm bạn. Điều tôi muốn đề cập đến ở Pokemon này đó là nó đã từng được dự định ban cho đặc tính ẩn là Shadow Tag ở Gen 5, một đặc tính cực kỳ im ba có tác dụng là cấm đối thủ rút về. Đối với những cái khả năng miễn nhiễm của hệ ma mà nói thì chúng có thể bắt một vài đối thủ bất lực nằm im chịu trận. Có vẻ hơi bị bắt nạt và không lành mạnh cho lắm, cho nên cuối cùng Chandelure đã không được sở hữu đặc tính ẩn này mà thay bằng Infiltrator, một đặc tính yếu hơn rất nhiều. Nhưng chỉ ngay một bản game sau đó, Game Freak đã tặng đặc tính bá đạo này cho Mega Gengar, một Pokemon với chỉ số vượt trội hơn rất nhiều và bộ chiêu thức gây ức chế hơn rất nhiều. Trong đó có cả Perisong, chiêu thức khiến cho tất cả Pokemon trên sân sẽ bất tỉnh sau 3 lượt nếu như không được rút về. Tuy rằng Peristrap cũng không phải là một chiến thuật mới mà đã tồn tại từ Gen 5, nhưng Mega Gengar là Pokemon đầu tiên và duy nhất sở hữu cả Perisong và Shadow Tag. Phương thức hoạt động của chiến thuật này thì rất là đơn giản, anh em thả Perisong, sau đấy thì câu giờ cho đến khi nào đối thủ bất tỉnh thì thôi, bằng tất cả những gì mà anh em có thể nghĩ ra, chẳng hạn như là Protect hay là Substitute. Trong quá trình đó thì cũng có thể tìm cách để hóa giải hiệu ứng Perisong trên người Pokemon của mình, chẳng hạn như là rút con Gengar về, sau đấy thì con bên cạnh sẽ dùng U-turn để đảo Gengar ra lại. Dĩ nhiên nếu như team mình có thể dùng những chiêu Pivot để thoát thân thì đối phương cũng có thể dùng được, nhưng mà thực sự không có nhiều Pokemon mạnh sở hữu những chiêu như vậy, còn những Pokemon dưới cơ thì sẽ làm mồi cho Gengar. Đừng quên là cái con quái này sở hữu đến 170 công đặc biệt cơ bản, cộng với combo Shadow Ball và Focus Blast sẽ gần như không bị kháng bởi bất kỳ Pokemon nào. Công bằng mà nói thì càng ngày đã càng xuất hiện nhiều Pokemon có thể đối phó với Peristrap, ví dụ như là Urshifu nhất kích có thể đấm xuyên Protect và xử lý con Gengar, hoặc là Regieleki có thể tung đòn vô switch cực kỳ mạnh. Tuy nhiên, con số này vẫn là cực kỳ nhỏ và chưa đủ để đẩy cho Mega Gengar xuống hạng đâu. Và đó là top 10 Pokemon hệ ma mạnh nhất mà không nằm trong những Pokemon hạn chế thi đấu, theo ý kiến cá nhân của tôi. Còn mạnh hơn Mega Gengar thì có lẽ cũng chỉ có Marshadow và Calyrex Shadow Rider, anh em biết cả rồi đúng không? Nếu như anh em đồng ý với danh sách này thì hãy đồng ý, còn nếu như anh em nghĩ rằng một Pokemon nào khác đủ mạnh để thay thế vào danh sách này thì hãy chia sẻ ý kiến dưới phần bình luận cho mọi người cùng biết nhé. Cảm ơn anh em đã chú ý đến video này cũng như là dành thời gian để xem hết nó. Rất mong còn nhận được nhiều sự ủng hộ của anh em và hẹn gặp lại anh em vào những video tiếp theo. Stay cool.